Đời sống thú vị xin chào các bạn. Nhiều người nói với tôi là cái tủ lạnh ấy, làm đi làm lại mà nó vẫn bị tắc ẩm, nó vẫn bị kém lạnh. Thì đây, cái dàn lạnh của cái tủ lạnh đó, nó có cái bầu như này, tức là cái bầu này nó rất dễ là đọng nước ở đó. Nếu như chúng ta làm cái tức là chúng ta sửa mà để cho không khí nó đi vào, mà cái lúc mà cái bầu này nó vẫn còn đang lạnh, nó sẽ đọng nước ở đây, rất nguy hiểm ở cái bầu này. Bởi vì tôi theo dõi thì cái bầu này, đây này, toàn bộ cái dàn lạnh nó đã hết lạnh rồi, nhưng cái bầu này nó vẫn còn lạnh, nó lạnh rất lâu. Thế nếu như mà không khí chúng ta sửa, mà chúng ta để không khí nó đi qua, nó sẽ đọng nước ở đây. Mà khi đọng nước ở đó thì rất khó để thổi và hút. Đây, tôi vẽ cái hình như thế này. Đây này, đó, nó giống như này. Nếu như chúng ta thổi thì chỉ có không khí nó đi thôi. Không khí đi qua. Đến cái chỗ này nó mất áp. Thì bao nhiêu là nước nó vẫn cứ đọng ở đây, không tài nào thổi được qua hết cái chỗ này. Đấy, các bạn nên nhớ là không tài nào thổi được, không kiểu gì thổi được cái nước đọng ở đây đi ra ngoài. Đó, nó nguy hiểm ở cái chỗ đó. Thế nên là tại sao mà chúng ta làm cái tủ lạnh nó cứ làm đi làm lại, thổi rất kỹ rồi đấy, nhưng mà nó vẫn bị tắc ẩm, nó vẫn bị kém lạnh. Nếu như bên trong cái dàn lạnh này mà nó có dịch, chẳng hạn như là cái tủ đông ấy, chẳng hạn như cái tủ đông, khi tôi đã làm cái minh họa là khi tôi lấy cái dây cho nước vào thổi thì toàn bộ cái lượng nước nhiều thì nó có thể là xịt ra một phần, còn một phần nó sẽ bám tất cả xung quanh cái thành ống, nó không bao giờ ra hết được, nó khó ở cái chỗ đó. Mà chẳng hạn như là đây, chẳng hạn như cái này các bạn xịt đó, như lúc nãy tôi nói, thì xịt nó sẽ đọng hết ở đây, và khi nạp ga lại thì nó lại bắt đầu tắc, nó lại bắt đầu kém lại. Thế nên là khi mà chúng ta làm cái sửa cái tủ lạnh ấy, thì hoàn toàn phải đảm bảo được cái bầu này hết lạnh, chúng ta mới thay sửa gì thì thay sửa. Hoặc là cái tủ đông cũng vậy. Cái tủ đông á thì cái dàn lạnh nó nằm trong xốp, thế nên là nó giữ nhiệt rất là lâu. Nếu như mà nó hết lạnh phải mấy ngày nó mới hết lạnh, hết lạnh hoàn toàn để không đọng nước đấy. Nếu như không khí đi qua không thành nước thì phải mấy ngày đấy, hoặc là chúng ta phơi phải rất lâu, một vài ngày đấy. Hoặc là kho thì cũng lâu, bởi vì nó nằm trong cái xốp đấy, nó rất rất lâu. Thế nên nếu như mà hơi lạnh hơn so với không khí bình thường thì không khí đi qua cái dàn lạnh đấy nó sẽ tích thành nước, và khi chúng ta làm kiểu gì nó cũng không hết được nước, rất khó hết. Thế nên là khi mà chúng ta thay sửa, chúng ta phải đảm bảo được là nó hết lạnh hoàn toàn, nó bằng với nhiệt độ bên ngoài để nó không tạo thành nước. Dàn lạnh cái bầu này phải bằng với nhiệt độ bên ngoài, hoặc nóng hơn như chúng ta khò thì càng tốt, lúc đó chúng ta mới bắt đầu thay sửa. Thì cái không khí nó đi qua nó sẽ không thành nước, đọng thành nước. Còn khi nó đã thành nước rồi, tủ này cũng vậy, tủ lạnh cũng vậy. Khi đã thành nước rồi thì chúng ta phải đầu tiên là thổi cho nó ra được tí nào thì ra. Đó là cái đầu tiên. Sau đó là chúng ta hút chân không. Và hút chân không ấy, thì phải làm nóng để cho cái nước nó hóa hơi và bay lên ra ngoài. Trong lúc chúng ta hút chân không, có một cái thí nghiệm tôi đã thí nghiệm rồi. Khi chúng ta hút chân không thì cái nước nó cũng hóa hơi nhưng nó chậm. Đấy, nhưng khi chúng ta khò nóng thêm và nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đấy, thì hôm nay tôi nói về cái tủ lạnh là như vậy. Khi chúng ta sửa, chúng ta đảm bảo, tôi nhắc lại, đảm bảo rằng là cái dàn lạnh hết lạnh, nhất là cái bầu này phải hết lạnh. Thứ hai nữa là cái tủ đông cũng vậy.
cũng phải hết lạnh. Chúng ta bắt đầu sửa. Chứ nếu như chúng ta cứ làm vội, nó vẫn còn đang lạnh, chúng ta cắt ra, chúng ta thay sửa cái gì đó. Đấy, đến khi chúng ta lắp vào, hút chân không. Đấy. Thì khi cái hút chân không ấy, nó tệ một cái ấy, là nó không đi trực tiếp ra cái đầu hút ngay, mà nó đi vòng qua cái dàn lạnh. Đấy, nó mới ra đầu hút. Đấy, không khí ấy. Thế nên nếu như mà cái dàn lạnh vẫn lạnh, thì nó đọng nước ở đây, chúng ta hút hoài không hết. Đó. Thế nên là nguy hiểm ở cái chỗ đó. Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.